Xin chào anh em, hôm nay em xin giới thiệu với anh em một cái mẫu đu bông super cao cấp anh em nhé. Một mẫu đu bông super cao cấp này có cái phiên bản nó là phiên bản phay xước anh em nhé, phay xước màu bạc, cho nên anh em không sợ bị phai màu và cũng không sợ bị bám vân tay đó. Và đặc biệt chiếc đu bông này thì được mạ vàng 18k các viền anh em này, mạ vàng 18k trên phần nắp này, mạ vàng ở viền này, mạ vàng ở dưới đáy và mạ vàng ở nơi đánh đá, anh em thấy rõ không ạ? Về phần đáy của đu bông thì đấy anh em thấy khác biệt chưa? Chiếc đu bông này là dòng super cao cấp nên là mộc đáy nó cũng khác biệt với những chiếc đu bông kia nhá, chiếc đu bông bình thường kia nhá. Đó, và nó cũng có cái nẫy để chỉnh to nhỏ nửa, nẫy để bơm ga cho bơm nửa. Nhưng mà dòng chữ ở trên này này được in rất là thanh thoát, rất là đặc biệt. Đó, cái âm thanh thì cũng rất là tuyệt vời. Đó, rất là tuyệt vời luôn. Bên trong cũng được mạ vàng 18k luôn anh em nhá. Này, âm thanh nửa lên rất là nhạy. Hai phát ăn luôn này, ba phát ăn luôn này, bốn phát ăn luôn anh em nhé. Deva, thắp sáng cuộc sống của bạn.